68686. Giá thị trường nó dao động là khoảng từ 1,5 triệu đến tầm 3 triệu. Đây là chủ nhân từ đấy. Hi hi. Bạn ở đâu bạn? Em ở Hải Phòng ạ. Ủa? Phải như nào? Đó. À quê ở Hải Phòng đúng không? Nhưng mà em đang học đại học thương mại. À đại học thương mại. Ôi, đại học thương mại là đoạn Cầu Giấy đúng không? Ừ. Qua đây luôn hả? Ừ. Ờ, ok anh em mình chốt kèo này nha. Ừ. Bạn tên gì? Em tên Đạt ạ. Đạt. Ok, cảm ơn Đạt nha. Bắt tay phát. Hùng bá vô tiền tệ. Định giá mọi loại tiền.